Su hả, vô chụp hình. Chụp hình á? À, trời ơi, thích chụp hình lắm á. Rồi, 2, 3. Quá đẹp. Chơi trò gì kỳ vậy? Chụp hình mà che mặt người ta. Đồ xà lách kim cương. Xà lách kim cương là gì? Xà lách kim cương mà không biết hả? Xà lách là gao xà lách. Còn kim cương là đá quý, là hộp sòn. Bởi vì là sao? Là rau đá quý hộp sòn. Bà khen tôi phải không? Rất đẹp đó. Nhà dẫn cái lỗ tai lên nghe. Xà lách là cải. Kim cương rất là quý. Kim cương đúng rồi. Kim cương rồi. Là quý. Đúng rồi. Cải quý. À? Là quỷ cái á. Ừ. Hay vậy lắm.